Xin chào bà con, lâu rồi mới ra clip mới. Thì sau một thời gian thì vườn đã di chuyển lên một chỗ khác ổn định hơn, vuông vức hơn, gọn gàng hơn. Bây giờ tôi quay sơ cho bà con coi cái vườn tôi nha. Đây là mấy cái mẫu mít nè. Đó. Mấy này là một cô gái mít khá là dễ thương. Đó, còn mấy chậu lớn là mình mít. Đó, đủ loại luôn. Còn bên này là đế vương. Người này gọi là, người ta gọi là xí bụi nè. Đó, đế vương nhiều loại lắm. Dưới này nữa nè. Đó. Nhiều lắm. Cây cúc trắng mun râu nè. Đó. Đó là mấy cây mun râu nè bà con, bự chưa? Đó. Sai cái này không? Bự. Mun râu. Còn đây đó là châm panh lai, lá nhọn. Mun râu nè. Đây là giấy. Vài cây hồng phấn. Bên này là hàng mini. Ok, lướt sơ qua bà con coi nha. Hôm nào quay rõ hơn, mình nói chuyện nhiều hơn về sân đá hơn. Sau này sẽ làm nhiều clip hơn về cái vấn đề về sân đá, nói về các loại và đặc tính, nói về dòng đột biến. Đó, nhiều lắm. Sợi hồng. Đây là Ionium. Đủ loại luôn. Khoan đi, đi bên này trước nè. Cái góc này đang bị phải setup lại sau khi khách ghé vườn mua cây. Nhiều lắm. Đủ các loại va đột biến luôn ha. Ok, rồi hôm nay nữa là chuẩn bị tắt rồi nha. Vườn mình cũng hoạt động được khoảng hơn 3 năm rồi nha các bạn. Hải ly, đúng rồi, xin hải ly. To chưa? Đây là xin mông. Ok, bây giờ clip hôm nay tới đây thôi à. Quay sơ cho bà con coi vườn thôi.
hẹn bà con tập sau sẽ nói chuyện nhiều hơn về sân đá. Chào bà con.